Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 1 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến triển khai cổng dịch vụ công quốc gia. 10 tháng năm 2019, các doanh nghiệp khu công nghiệp Thăng Long 2 nộp ngân sách gần 900 tỷ đồng. Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp đê tả sông Luộc. Rạp cưới lấn đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cổng dịch vụ công quốc gia là địa chỉ cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công đầy đủ, tin cậy, chính xác, tạo môi trường công khai, minh bạch. Cổng sẽ được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất là dịchvucong.gov.vn. Đây là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Mô hình cũng giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Dự kiến cuối tháng 11, hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, tỉnh ta đang triển khai thực hiện dịch vụ công theo lộ trình chung của Chính phủ. Vì vậy, các sở ngành của tỉnh cần tăng cường xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, thực hiện ký số văn bản điện tử theo quy định, kịp thời rà soát, đề nghị cấp chữ ký số cho các tổ chức cá nhân, tập trung chỉ đạo quán triệt cán bộ công chức viên chức nghiêm túc sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin một cửa điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đảm bảo tính chính xác đầy đủ theo quyết định công bố, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành phục vụ chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền và giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Các sở ban ngành tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan trong việc xây dựng quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính liên thông thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Tiếp tục ưu tiên thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phổ biến, có số lượng hồ sơ phát sinh lớn liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh VNPT Hưng Yên và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tích hợp hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với cổng dịch vụ công của tỉnh tập trung, thống nhất, đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nhằm công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh không ngừng đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giao dịch điện tử tạo thuận lợi cho đơn vị doanh nghiệp và cá nhân tham gia bảo hiểm. Hiện toàn tỉnh có trên 3.900 đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 84% tổng số đơn vị tham gia. Chỉ tính riêng trong tháng 10 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 70.000 hồ sơ, trong đó tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử là trên 35.000 hồ sơ. Còn lại là hồ sơ qua bưu điện và tại bộ phận một cửa. Việc để mạnh thực hiện giao dịch điện tử không chỉ tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia tiết kiệm được thời gian, chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn góp phần giúp ngành bảo hiểm xã hội tỉnh nâng cao hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành các chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tỉnh giao. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có trên 212.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018, trên 1.068.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ đạt 89,2% dân số và vượt 2,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thăng Long 2 là khu công nghiệp hiện đại do tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Sau khi đi vào hoạt động, các doanh nghiệp trong khu có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho nhiều lao động. Hiện khu công nghiệp Thăng Long 2 thu hút được 78 dự án đầu tư nước ngoài, chủ là các doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đăng ký 2,5 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho 23.000 lao động.
Đây là khu công nghiệp chiếm chủ yếu vốn đầu tư nước ngoài vào Hưng Yên. Năm 2018, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nộp ngân sách trên 780 tỷ đồng. Qua 10 tháng năm 2019, các doanh nghiệp nộp ngân sách gần 880 tỷ đồng. Tiêu biểu như công ty cổ phần Daikin Việt Nam nộp gần 380 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Kehin Việt Nam nộp 78 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Huya Garit Việt Nam 2 nộp 71 tỷ đồng. Dự kiến vào năm 2021, tập đoàn Sumitomo sẽ đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng để mở rộng giai đoạn 3 thêm 180 ha, đưa tổng diện tích của khu lên hơn 520 ha. Nhằm góp phần cải thiện chỉ số đào tạo lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thời gian qua tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với thị trường lao động. Trên địa bàn tỉnh hiện có 44 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 11 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, còn lại là các đơn vị doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án rà soát sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đồng bộ, tập trung tinh gọn, điều chỉnh cơ cấu ngành, nghề phù hợp, tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với thị trường lao động, bám sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, chủ động liên kết với doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo. Năm nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được trên 40.500 người, tăng gần 500 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó trình độ cao đẳng 1.630 người, trung cấp là trên 2.400 người, còn lại là sơ cấp, ngắn hạn, chuyển giao khoa học công nghệ. Toàn tỉnh cũng đã tạo việc làm trong nước cho trên 16.000 người, xuất khẩu gần 2.000 người, tích cực góp phần cải thiện chỉ số đào tạo lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 1 tháng 11, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Đánh giá việc xây dựng đề án thể hiện sự chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu cho rằng đề án đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan, thực trạng và đề ra các giải pháp đảm bảo tính lý luận thực tiễn cao. Đại biểu đề nghị ban soạn thảo đề án quan tâm xem xét thêm về nội dung đối với loại xã ở vùng trọng điểm có công trình quốc phòng đặc biệt mà chưa đạt tiêu chí như đề án đã nêu. Các xã này thường nằm trong diện quản lý rất chặt chẽ về mọi mặt, không được đầu tư khai thác mà luôn được bảo tồn để xây dựng thế trận lòng dân. Để phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đại biểu đề nghị Đảng, Nhà nước cần đánh thức được tiềm năng, phát huy được lợi thế của vùng, giúp đồng bào khơi dậy nội lực làm giàu, làm chủ trên chính mảnh đất của mình. Trong đó, việc phát triển hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông và thông tin kết nối, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo thu nhập là vấn đề đặc biệt quan trọng. Đối với việc phát triển hạ tầng, đại biểu tán thành với dự thảo đề án. Về vấn đề tạo sinh kế, từ thực tế địa phương, đại biểu cho rằng cần tập trung ở một số vùng sâu vùng xa, có chính sách hỗ trợ đồng bào xây dựng các mô hình kinh tế hộ, gia đình, gắn với đặc thù của vùng miền núi, như chăn nuôi, trồng trọt một số cây con chủ lực. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước và việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, hoàn thành theo kế hoạch, vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành có liên quan đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ của dự án. Giai đoạn 1 của dự án được thi công từ tháng 10 năm 2018, hoàn thành trong năm 2019. Tuy nhiên đến nay tiến độ thi công mới hoàn thành được trên 50% khối lượng, giải ngân vốn được 165 trên 437 tỷ đồng. Nguyên nhân tiến độ thực hiện chậm bởi nguồn vật liệu chính như đất đá, nhà thầu thi công không đủ đáp ứng được yêu cầu về thi công, thời tiết không thuận lợi, một số hạng mục điều chỉnh thiết kế chưa được phê duyệt, hồ sơ thẩm định nghiệm thu không bảo đảm,
công tác phối hợp giữa các bên liên quan đến dự án có thời điểm chưa tốt. Đại diện các sở ngành đề nghị từ nay đến cuối năm, các đơn vị liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để dự án hoàn thành theo kế hoạch. Đơn vị thi công khắc phục khó khăn, huy động tối đa vật tư phương tiện nhân lực để nhanh tiến độ thi công, tăng cường thi công 3K. Huy động thiết bị xe máy, đặc biệt là máy giải cấp phối, giải bê tông nhựa để đảm bảo thi công đồng thời nhiều mũi trong cùng một thời điểm. Đơn vị chủ đầu tư tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính để việc hoàn thành thi công đến đâu, giải ngân vốn đến đó, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch phê duyệt dự án. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động người dân hiểu được ý nghĩa cũng như lợi ích mà người dân được hưởng từ xử lý đất dôi dư xen kẹp, từ đầu năm đến nay, huyện Khoái Châu đã thu được trên 8 tỷ đồng. Theo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Khoái Châu, từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã xét duyệt xử lý đất dôi dư xen kẹp được 69 trường hợp với diện tích gần 3.800 m², trong đó một số địa phương xử lý được nhiều là Hàm Tử 11 trường hợp với diện tích 420 m², xã Đông Kết 14 trường hợp với diện tích 370 m². Toàn huyện thu được trên 8 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, huyện Khoái Châu đã có thêm vốn để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, huyện đang tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các địa phương cử cán bộ chuyên trách trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai rà soát để đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư xen kẹp nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý đất đai tại các địa phương. Trong khi tiến độ xử lý đất dôi dư ở Khoái Châu đạt cao, thì mấy năm qua xã Cửu Cao huyện Văn Giang mới xử lý được trên 80 m² đất dôi dư của hai hộ với số tiền trên 300 triệu đồng. Con số này quá nhỏ so với thực tế đất dôi dư của địa phương này. Toàn xã có 109 hộ đã xác định có diện tích đất thừa ra so với số đo cũ với khoảng 7.000 m² và 150 thửa đất giao không đúng thẩm quyền với diện tích gần 1.500 m². Có nhiều lý do được địa phương này đưa ra như giá đất áp cao, sau khi hoàn thiện thủ tục phải nộp số tiền lớn nên nhiều hộ dừng lại. Với đất dôi dư, nhiều hộ trong ngõ sâu, giá trị đất thấp nên không hợp tác. Với đất giao trái thẩm quyền, từ những năm 1995, tất cả đều không có phiếu thu tiền, mà các thửa được ghi chung vào sổ của xã là thu tiền đóng góp xây dựng. Vì thế không thể áp dụng vào các văn bản hiện nay để xử lý. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Cửu Cao là một trong những địa phương có tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp nhất huyện. Đến nay, toàn xã mới cấp lần đầu được 120 trên tổng số gần 1.200 thửa cần cấp và cấp đổi được 150 giấy trên 913 giấy phải cấp đổi theo số đo quản lý mới. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nâng cao hiệu quả quản lý tài chính đầu tư dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề tài do Sở Tài chính chủ trì thực hiện từ tháng 3 năm 2018, trong đó nghiên cứu các dự án hoàn thành từ năm 2015 đến năm 2017 trên địa bàn tỉnh, từ đó đánh giá thực trạng công tác phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án, công tác thanh toán vốn và thẩm tra quyết toán dự án xây dựng cơ bản hoàn thành thuộc vốn ngân sách nhà nước. Đề tài được thực hiện nhằm hệ thống hóa các chính sách quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nâng cao tính hiệu quả trong quản lý tài chính đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân thành phố Hưng Yên, các đơn vị cung cấp nước đẩy nhanh tiến độ lắp đặt. Đến nay, 100% khu dân cư đã có đường ống cấp nước sạch. Theo đó, thành phố Hưng Yên đề nghị 3 đơn vị cấp nước sạch cho thành phố gồm Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hưng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cấp nước Hải Hưng và Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ đầu tư lắp đặt đường ống cấp nước sạch phục vụ nhân dân. Nhờ vậy đến nay, 100% khu dân cư có đường ống cấp nước sạch cấp 3 và đã có trên 24.000 hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ trên 70% số hộ dân toàn thành phố. Trong đó, phường Quang Trung, Lê Lợi, An Tảo, Liên Phương có 100% hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch. Các địa phương còn lại đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký đấu nối để 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức ra mắt mô hình Chi hội Phụ nữ 503 sạch xây dựng nông thôn mới và 10 hộ liền kề tại các địa phương.
Đến nay toàn tỉnh đã có 20 mô hình, thu hút 200 hộ gia đình tham gia. Tại các buổi ra mắt mô hình, hội viên phụ nữ đã được tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc vận động nhằm xây dựng gia đình tiến bộ, thường xuyên quét dọn vệ sinh, trồng hoa ven đường, trồng cây xanh, hàng rào xanh xung quanh khu vực 10 hộ liền kề và trong cộng đồng. Ngoài ra các hội viên còn được tuyên truyền về tác hại và những hậu quả nặng nề của rác thải nhựa, kêu gọi chị em tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa bằng những việc làm cụ thể. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trồng được 320 km đường hoa, duy trì 82 câu lạc bộ, hạn chế sử dụng túi ni lông và chống rác thải nhựa. Tuy được phản ánh nhiều lần, song tình trạng dựng rạp đám cưới, đám tang, sự kiện lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè diễn ra phổ biến tại nhiều nơi, nhất là vào thời điểm cuối năm khi mùa cưới đã đến. Điều này không những gây mất mỹ quan, cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đây là hình ảnh một rạp cưới được dựng trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 tại số nhà 397 đường Điện Biên 3, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Đáng nói, một nửa làn đường đang được sửa chữa nâng cấp với nhiều loại xe lu, máy móc hoạt động, phần đường còn lại bị rạp cưới này chiếm dụng. Khi di chuyển qua những cái rạp mà bắc ra ngoài đường như thế này thì tôi nhiều khi cũng phải tập trung quan sát nhiều hơn, tránh đâm vào rạp hoặc là va quay vào rạp. Một rạp cưới khác diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 tại phố Nguyễn Trãi, thành phố Hưng Yên. Lòng đường không chỉ làm nơi tổ chức tiệc cưới, ăn uống, mà còn trở thành bãi đỗ xe của khách tham gia tiệc cưới. Dựng rạp làm đám cưới, đám hỏi, đám tang hay sự kiện khai trương, liên hoan chiếm lòng đường vỉa hè như thế này diễn ra khá thường xuyên, xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Nhà ít khách thì chiều dài rạp từ 10 đến 15 mét, nhà nhiều thì kéo dài từ 20 đến 30 mét. Tôi thấy là ở thôn quê tôi như thế này, sẽ bác rạp một số gia đình đám cưới, bác rạp ra đường tôi thấy cũng là rất là thành cảnh, mà xe đi rất là nguy hiểm. Chúng tôi mà cứ đến gia đình người ta mời đến đường cũ mà ngồi rạp cưới thì chúng tôi ở trong ý mà cũng có rất là sợ đi ạ. Tôi rất bức xúc với vấn đề mà dựng rạp ra ngoài lề đường, nhiều đám là chiếm hẳn nửa đường, rất là ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đường làng ngõ xóm, với lại đám xứ xong mất vệ sinh môi trường. Đối với người dân khi di chuyển qua những rạp này đều phải quan sát kỹ, bởi rất dễ xảy ra tai nạn do khuất tầm nhìn, đường bị thu hẹp. Tuy vậy, việc xử phạt các trường hợp này còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù ở các đô thị, các phường có cả đội quản lý trật tự và công an phường có nhiệm vụ quản lý vỉa hè lòng đường. Trong một số những cái trường hợp thì cũng là xử lý cũng khá khó khăn một chút, bởi vì là cũng do cái việc họ bắc rạp khu phố, thế rồi cán bộ phường là không phát hiện được kịp thời lúc họ đang làm, và khi mà việc nó đã xong cũng đã trang trí và kê bàn kê ghế thì có khách khứa ăn, thì khi đấy thì cái việc mà đến để xử lý thì gặp rất là nhiều khó khăn. Để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông từ việc dựng rạp lấn chiếm lòng đường, lề đường, nhiều địa phương đã có những cách làm hay như tổ chức sự kiện, việc hiếu, việc hỷ tại nhà văn hóa thôn, khu phố. Ví dụ như khu phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, hơn 10 năm qua luôn thực hiện tốt việc dựng rạp đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường. Ban chủ ủy chúng tôi thống nhất với nhau là để tuyên truyền tới người dân trong các cuộc họp dân, trong các chi hội đoàn thể khi mà sinh hoạt. Người dân họ cũng thấy rằng là để làm ma to hay là rạp lớn thì nó cũng phức tạp. Từ 2005 là chúng tôi quán triệt là hầu như là không có các cái trường hợp bắc rạp xuống lòng đường vỉa hè, kể cả việc cưới xin lẫn việc ma chay. Tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, mỗi năm vận động hàng chục hộ gia đình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa các thôn. Việc này không những tiết kiệm chi phí mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, hiện đại, không còn nỗi lo tai nạn giao thông từ những rạp cưới giữa đường. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.